Sau cuộc ly hôn ầm ĩ, Lê Huỳnh chiều chuộng vợ mới kém 29 tuổi, Kiều Anh cũng có hạnh phúc mới. Lê Huỳnh, ngoài việc là chồng cũ của Kiều Anh, thì còn được khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên hài nổi tiếng tại hải ngoại qua nhiều tác phẩm nổi bật như Bói Quẻ Đầu Năm, Ngày Họp Mặt, Tây Thi. Ngày trước, vì nhiều lý do mâu thuẫn đã dẫn tới cuối cùng cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013. Lê Huỳnh từng lên tiếng tố vợ cũ, đã lấy của mình vài trăm ngàn USD và theo nhân tình mới, sau cuộc ly hôn kết lại bằng những lời đấu tố với Kiều Anh. Trong lần về nước và tham gia một buổi tiệc sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Sum, Lê Huỳnh tình cờ quen biết được nữ diễn viên trẻ tuổi Mỹ Linh. Sau vài tháng tìm hiểu, đến tháng 7 năm 2016, cả hai chính thức về chung một nhà. Mỹ Linh sinh năm 1993, kém Lê Huỳnh đến 29 tuổi. Nữ diễn viên từng được biết đến qua những tác phẩm như Chọn Nghĩa Thủy Chung, Phận Làm Dâu, Phố Sông Nhà Ghe. Gần đây nhất, cô nàng góp mặt trong Tiếng Sét Trong Mưa, trong vai bà Hội lúc trẻ, Không Lối Thoát đóng cùng Lương Thế Thành. Lê Huỳnh ấn tượng về Mỹ Linh bởi sự tự tin và nhan sắc xinh đẹp. Còn Mỹ Linh lại thần tượng Lê Huỳnh từ nhỏ. Được biết, Lê Huỳnh rất chiều chuộng Mỹ Linh, anh thường xuyên đưa đón vợ đi diễn, san sẻ công việc nhà với bà xã và luôn chủ động làm lành khi cô giận. Lê Huỳnh chia sẻ rằng, Mỹ Linh tuy trẻ nhưng lại có tâm hồn hòa quyện với anh, từ cách ăn mặc, sở thích cho đến thói quen, lối sống. Bà xã Lê Huỳnh từng tiết lộ ấn tượng với anh bởi sự vui vẻ, đồng điệu về quan niệm, tính cách. Trước đó, khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Mỹ Linh cũng từng tâm sự anh Huỳnh là một người chu đáo, quan tâm vợ. Anh luôn biết cách san sẻ công việc với tôi, thậm chí là việc nấu cơm, rửa chén, nếu rảnh. Những ngày tôi đi thi, anh chăm sóc, động viên tôi hết mình. Đối với Lê Huỳnh, Mỹ Linh giống như một món quà trời ban cho anh, là một cô vợ vừa trẻ đẹp, thông minh, lại hòa hợp với bản tính của anh. Vợ chồng Mỹ Linh tự lập nguyên tắc, ngủ chung giường dù có cãi vã. Cặp đôi không mấy bận tâm đến những lời dị nghị của dư luận khi chênh nhau gần 30 tuổi. Hiện tại, vợ chồng Lê Huỳnh chưa có ý định sinh con vì cảm thấy Mỹ Linh còn trẻ và đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Kiều Anh là một trong nữ danh hài nổi tiếng của miền Nam. Chất giọng lanh lảnh đặc sệt, với lỗi diễn riêng biệt, Kiều Anh vẫn được công chúng quý mến sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cho đến nay. Sau ly hôn, cô là người nuôi dưỡng con gái chung của cả hai. Thời điểm cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kiều Anh cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất. Tuy nhiên, vào năm 2017, lúc họp báo ra mắt tác phẩm đóng chung là Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa, cô đã lên tiếng bác bỏ: "Tôi và anh Nhất có một tình yêu lớn, nhưng đó là tình yêu với nghệ thuật cải lương. Nhưng gần đây, trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, Kiều Anh đã chính thức sánh đôi cùng Hoàng Nhất với tư cách là ông xã của mình để giao lưu cùng mọi người." Theo cô chia sẻ, quả thật trước đây, hai người vốn không có chuyện yêu đương trong giai đoạn mọi người mới bắt đầu đồn thổi. Việc này từng khiến cô buồn lòng, sau đó cả hai mới thực sự nảy sinh tình cảm với nhau. Sinh con gái thứ hai ở tuổi 44, Kiều Anh từng có thời gian tạm gác công việc để chăm sóc gia đình và con nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, và tâm thế nào cũng cảm thấy ham diễn. Bên cạnh đó, cô vui mừng vì Hoàng Nhất, dù là con riêng hay con chung, anh cũng yêu thương hết mực. Bản thân Kiều Anh cũng hạn chế nhắc về người cũ hay chuyện quá khứ trước mặt con cái. Hiện nay, sau khi từ Mỹ trở về, Kiều Anh có đời sống nghệ thuật rất sôi nổi ở Việt Nam khi được khán giả nồng nhiệt chào đón. Không chỉ tham gia các vở diễn, các bộ phim mà nữ danh hài còn được tin tưởng mời ngồi vào ghế giám khảo của nhiều chương trình theo chuyên môn, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Cả hai đến nay cũng đã có cho mình cuộc sống viên mãn. Chúc họ sẽ ngày càng thành công, được khán giả yêu thương và giữ cho gia đình của mình luôn hạnh phúc. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.